Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc gia đình có 5 người tử vong, một người may mắn thoát chết ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, để điều tra về tội giết người. Bước đầu, Bích khai nhận đã dùng cyanua đầu độc khiến ba người thân, chồng và hai cháu tử vong. Riêng người cháu ruột NHBT, 18 tuổi, được Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa, đã xuất viện. Riêng hai trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích. Cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không sự liên quan giữa hành vi của nghi phạm với cái chết của những người này. Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thanh, khi BT được bệnh viện phát hiện trong người có chất độc cyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng. Với những trường hợp tử vong trước đó, gia đình ông Ngờ VH, cha ruột Bích, một trong những nạn nhân không trình báo chính quyền địa phương. Điều đáng nói cả 5 người tử vong nêu trên đều có các triệu chứng liên quan dấu hiệu ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Cụ thể, anh NTTT 38 tuổi, con rể ông H chồng Bích, phát bệnh vào ngày 14 tháng 10 năm 2023, đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 thì tử vong. Đến tháng 12 năm 2023, ông H nhập viện cấp cứu và một tuần sau thì tử vong. Đầu tháng 1 năm 2024, bé NKD, cháu ngoại ông H, bất ngờ ngưng tim. Bé được đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, cứu chữa nhưng không qua khỏi, tử vong vào ngày mùng 2 tháng 1. Cuối tháng 3 năm 2024, bé NHM, 14 tuổi, con anh NTTT, ngưng tim, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nơn Trạch cấp cứu, nhưng đã tử vong ngoại viện. Người thứ năm là bé NHN, 12 tuổi, chóng nội ông H, ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25 tháng 5. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi. Tại cơ quan công an, bước đầu Bích chỉ thừa nhận dùng chất độc cyanur đầu độc chồng và ba người cháu, khiến ba người tử vong. BT may mắn thoát nạn. Trước sự ra tay độc ác của Bích, bạn đọc Hu kiến nghị. Theo tôi, cơ quan công an cần mở rộng điều tra cả những kẻ đứng sau xúi dục nếu có. Không thể tưởng tượng được trên thế gian này lại có loại người độc ác như vậy. Nhiều dư luận bức xúc thật ghê sợ và phẫn nộ với kẻ sát nhân này, đầu độc người thân rửa thịt không chút ghê tai, nhất là với các bé có tội tình gì mà cũng dã tầm sát hại, giết hại chừng ấy người mà còn mong pháp luật khoan hồng ư. Sao có con người ác độc như thế, cần loại bỏ vĩnh viễn để không gây nguy hiểm cho xã hội? Lâu nay, hóa chất kịch độc được bán tràn lan ở một số chợ. Tại sao lại như vậy? Đã đến lúc cần kiểm tra gắt gao giấy phép mua bán loại hàng này. Ngoài ra, bất kỳ ai khi mua bán các chất hoặc tiền chất độc, cực độc, gây trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe con người đều phải bị xử lý hình sự. Trong khi đó, một bạn đọc nhìn nhận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh là nơi phát hiện ra cyanur và vụ án bị phanh phui. Nhưng tại sao những ca trước không bệnh viện nào phát hiện ra? qua đây thấy rõ quy trình xin cấp giấy chứng tử còn nhiều kẽ hở nếu như không ai trình báo gì thì gia đình cứ tự nhiên đưa đi an táng hoặc hỏa táng hầu như cơ quan chức năng không có quy trình kiểm tra cơ bản tử thi trước khi khâm liệm cũng như đặt nghi vấn tại sao có nhiều người trong cùng một gia đình tử vong trong thời gian ngắn với những chứng bệnh không rõ ràng Liên quan đến vụ việc nhiều người trong gia đình bị đầu độc bằng cyanua gây rúng động dư luận xảy ra tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đến sáng ngày 9 tháng 7, nam thanh niên tên NHBT 18 tuổi, một trong những nạn nhân đã được bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho xuất viện. Ông Trần Hoàng Sự, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, khi nạn nhân tê được bệnh viện phát hiện trong người có chứa chất độc cyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng. Những trường hợp khác dù chết bất thường, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Hải, một trong những người tử vong, không trình báo chính quyền địa phương. Trong 8 tháng, có 5 người cùng gia đình trên tử vong với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Trong số này có cả con ruột của Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, nghi phạm đầu độc gia đình, cùng hai cháu ruột của nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Cụ thể, người đầu tiên là anh Nguyễn Thoại Thanh Thế, 38 tuổi, con rể ông Hải. Anh Thế phát bệnh vào ngày 14 tháng 10 năm 2023, đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 thì tử vong. Hai tháng sau, tháng 12 năm 2023, đến lượt ông Hải nhập viện cấp cứu và một tuần sau tử vong ngày 1 tháng 1, bé NKG, cháu ngoại của ông Hải, đột nhiên ngưng tim. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa, nhưng tử vong ngày 2 tháng 1. Ngày 30 tháng 3, bé NHM, 14 tuổi, con của anh Thế ngưng tim, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nhân Trạch cấp cứu, nhưng được xác định đã tử vong ngoại viện. Người thứ năm là cháu NHN, 12 tuổi, cháu nội của ông Hải, được gia đình phát hiện ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25 tháng 5. Bé được đưa lên bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguồn tin tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết có tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân NKZ và NHN trong vụ việc trên. Theo đó, vào đầu tháng 1, bệnh nhân D được chuyển từ một bệnh viện tuyến dưới đến bệnh viện nhi đồng 2 trong tình trạng đã ngưng tim. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, nhồi tim liên tục nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện. Đến tháng 5, bệnh nhân N 12 tuổi cũng vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch bằng không. Sau khi ekip cấp cứu tiến hành hồi sức, bệnh nhân có tim trở lại nhưng đã chết não. Thăng đau khôn mê Glasgow còn 3 điểm không thể cứu chữa. Lý giải vì sao các bệnh nhân không được xét nghiệm tìm chất độc, phía bệnh viện cho biết hai trẻ nhập viện ở các thời điểm khác nhau và đều ngưng tim trước khi vào viện, triệu chứng như đột quỵ tim mạch phía gia đình đối tượng hồng bích khai trước đó nhà có tiền sử một số người bị tai biến tử vong bệnh tim mạch có ghen đột quỵ đồng thời chủ động xin về nên không có cơ sở nghi ngờ ngộ độc để làm xét nghiệm do đó các bệnh nhân đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình lo hậu sự đề cập đến vụ Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1985, đầu độc nhiều người thân bằng xe tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Chuyên gia tâm lý tội phạm cho rằng, việc cây án đã được nghi phạm lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Bình tĩnh khi nói về hành vi phạm tội. Tiến sĩ Đoàn Văn Báo, chuyên gia tâm lý tội phạm cho biết, hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích dùng xe giết nhiều người mang tính chất đặc biệt nguy hiểm. Ông Báo nhận định, quá trình đấu tranh động cơ gây án của nữ giới thường diễn ra chậm hơn nam giới do phụ nữ thường có xu hướng suy nghĩ rất nhiều trước khi phạm tội. Động cơ gây án ban đầu của Nguyễn Thị Khổng Bích xuất phát từ mâu thuẫn chuyện gia đình, cơ quan chức năng cần điều tra và xác định lại. Tiến sĩ Đoàn Văn Báo cho biết, một số thông tin từ báo chí cho thấy các nạn nhân không tử vong ngày mà qua quá trình cấp cứu điều trị, thậm chí điều trị dài ngày. Điều này cho thấy khung thủ đã tính toán rất kỹ liều lượng chất độc được sử dụng cho nua nhiễm độc chậm, ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Ông báo cho rằng, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích có thể đã hiểu biết về Sianua hoặc nghiên cứu qua các phương tiện truyền thông. Khi ra tay lần đầu, Bích có thể lo lắng, căng thẳng, nhưng đến lần thứ hai và các lần sau, mức độ căng thẳng giảm dần, hành vi càng trở nên nguy hiểm hơn do bình tĩnh hơn. Tiến sĩ Đoàn Văn Báo nói thêm, Do đó, khi bị cơ quan chức năng điều tra và lấy lời khai, trạng thái tâm lý của nghi phạm giết người này rất bình tĩnh, như đang nói về việc bình thường, không phải vụ án nghiêm trọng. Và cho hay đây là đặc trưng của những người phụ nữ khi thực hiện xong hành vi phạm tội. Chuyên gia đoàn văn báo phân tích, phụ nữ thường suy nghĩ kỹ trước khi hành động quá trình đấu tranh động cơ phạm tội phức tạp hơn mất nhiều thời gian hơn nam giới tuy nhiên một khi động cơ phạm tội được hình thành phụ nữ thường lì lợm hơn nam giới trạng thái tâm lý căng thẳng lo lắng sẽ giảm đáng kể cho dù đó là lần đầu phạm tội càng về sau trạng thái tâm lý của họ càng bình tĩnh thủ đoạn càng kín kẽ hơn khóa giải mâu thuẫn gia đình Tiến sĩ Đoàn Văn Báo cho biết qua vụ án này cần rút danh những bài học để giải quyết mâu thuẫn từ trong gia đình và ngoài xã hội. Nếu có mâu thuẫn trong gia đình, chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết, đừng để kéo dài âm ỉ tạo thành sự hận thù giữa các thành viên khi phát hiện có dấu hiệu bất thường người thân trong gia đình chết liên tục chúng ta phải đặt ra nghi vấn và nhờ người có chuyên môn phân tích để tìm ra nguyên nhân ngăn chặn hành vi đó chuyên gia tâm lý tội phạm mong rằng với dữ liệu thông tin cá nhân hiện có bộ công an sẽ phát triển phần mềm phát hiện những thông tin bất thường trong một khoảng thời gian ví dụ nếu có những nạn nhân chết với những điểm tương đồng dữ liệu cá nhân phải cập nhật cảnh báo để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện sâu chuỗi các tình huống xác định có hành vi phạm tội hay không đây là việc rất quan trọng đồng thời dữ liệu cá nhân có tác dụng phòng ngừa rất lớn chỉ cần đặt ra nghi vấn thủ phạm có thể bị phát hiện ngay trong bất kỳ trường hợp nào, những người phạm tội hay có ý định phạm tội cần nhớ rằng mọi hành vi đều để lại dấu vết, bất kỳ hành vi phạm tội nào sẽ được điều tra làm rõ và xử lý trước pháp luật. Do đó, mọi người hãy bỏ ngay ý định thực hiện hành vi phạm tội khi còn chưa muộn. Hãy giữ lương tâm đạo đức trong các mối quan hệ để không xảy ra những việc đáng tiếc. Cơ quan chức năng cũng cần quản lý chặt chẽ hơn việc mua bán xe nùa và các hóa chất nguy hiểm khác trên thị trường chợ đen và mạng xã hội. Trước đó, ngày 22 tháng 6, anh NHBT, 18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong tình trạng hôn mê, mất chính giác. Các bác sĩ xác định nạn nhân nhiễm độc cyanua bất thường phía gia đình bên ngoại của anh tê nghi vấn người thân bị đầu độc nên đến cơ quan điều tra trình báo vào cuộc điều tra công an huyện nhân trạch và công an tỉnh đồng nai xác định bích là kẻ nghi vấn đưa về trụ sở lấy lời khai tại đây bà ta thừa nhận hành vi đầu độc tê vì mâu thuẫn với vợ chồng anh trai trong chuyện sửa nhà Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng vụ án khi trước đó tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải, cha của Bích, có 5 người chết bất thường trong 8 tháng. Các nạn nhân tử vong với triệu chứng ngưng tim, ngạt thở, đau đầu. Sau nhiều ngày đấu tranh, Bích đã thừa nhận dùng cyanur đầu độc khiến 3 người thân tử vong, gồm chồng và hai cháu. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ hai trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích.